chào các bạn. Đố các bạn là tôi đang quay cái gì? Ở đây là gạch giả gỗ. Gạch giả gỗ nha các bạn. Gạch giả gỗ này là để mình ghép như là sàn gỗ. Hiện nay là sàn gỗ hoặc là gỗ công nghiệp được sử dụng rất là nhiều. Thì hôm nay mình làm cái video này là để là giới thiệu cho một số bà con biết các loại cái gạch giả gỗ mà hiện nay trên thị trường đang có. Thì hiện tại gạch giả gỗ thì theo mình biết thì chia làm hai loại, cũng như là gạch men và gạch đá thôi. Gạch giả gỗ phủ men, gạch giả gỗ phủ men. Đây còn một loại nữa là đây là đá, đây bột đá ép đá, đây. Đá bề mặt giả gỗ thì chỉ có men và đá thôi, chỉ nghe tên thôi các bạn cũng biết được là cái nào tốt hơn rồi, đúng không ạ? Men thì làm sao tốt bằng đá được. Thì hiện tại trên thị trường bây giờ, nếu mà các loại gạch giả gỗ, thì hiện tại gạch giả gỗ mà hàng men với hàng bán sứ chủ yếu là hàng Trung Quốc. Hàng Việt Nam thì có, một là của nhà máy Bright, rồi nhà máy CMC. Đây là gạch của CMC. Đây gạch CMC. Rồi của gạch Hoàn Mỹ cũng có. Còn đá thì hiện tại đá của Ý Mỹ có, của Rai có. Rai là đá giả sàn gỗ. Cái loại này thì rất là thông dụng. Mình lát sàn gỗ thì rất là đẹp nha các bạn. Này, gạch lát sàn gỗ lên đẹp lắm. Vân thật, vân vân mờ, rất là thật, vân rất là đẹp. Thì tôi làm cái video này để giải đáp một số thắc mắc và phân biệt một số loại gạch giả gỗ đang có trên thị trường. Phủ men, cái xương đỏ là mình là hàng phủ men thôi, còn mà xương trắng là hàng bột đá ép, rất là dễ dàng, đúng không ạ? Không có gì khó khăn cả. Gạch giả gỗ này thì chuyên là được lát các cái phòng ngủ hoặc là các cái resort. Nhà bình dân thì mình lát phòng ngủ. Lát phòng ngủ lên đẹp, chống trơn, rất là ấm áp. Đây một số các cái mẫu, các cái màu gỗ. Anh em có thể tham khảo thêm. Rồi, xin chào bà con.